tin mới, một sự việc vừa xảy ra. Ngôn hy vọng rằng quý vị khán giả trong ngày hôm nay nếu xem được video này thì cần nên lưu ý và tránh xa, tránh gặp phải trường hợp như sự việc trên. Một người đàn ông đang đi đứng bình thường nhưng cơ thể ông lâu lâu cũng có những triệu chứng về đau nhức các xương khớp, cho nên ông đã tìm đến liệu trình bấm huyệt với hy vọng rằng máu huyết sẽ lưu thông, và sau khi bấm huyệt xong thì cơ thể ông sẽ đỡ hơn. Và sau đó ông đã tìm hiểu thông tin qua mạng và biết được một địa điểm bấm huyệt tại Bình Dương với một liệu trình bấm huyệt chỉ có 299 ca. Sau đó ông đã tiến hành bấm huyệt. Tuy nhiên trong lúc bấm huyệt thì không biết người nhân viên này đã học cách bấm huyệt từ đâu hay đã học nhầm cách điểm huyệt, mà sau khi bấm huyệt xong thì người đàn ông đang đi đứng bình thường bỗng dưng không thể đi đứng được nữa. Có nghĩa là 299 ca một liệu trình. 299 ca một liệu trình bấm huyệt. Bấm huyệt mà không phải là như vậy không? Vô là chỉ đóng giấy tờ thôi. Còn vô đó nó còn một cái pháp trình nó điều trị tới mười mấy triệu lận. Đó thành thử ra nó nghe nó nói vậy đó rồi cô không dám nói nữa. Nhưng mà khi chú làm xong 299 ca rồi vô rồi họ có giống như là lúc đó chú vô á là chú có đi đứng rồi bình thường rồi này nó lúc kia vô không? Đi thì cũng còn đi được. Mà nó nhức thì vẫn nhức. Có nghĩa là chú có cảm giác đau nhất. Nhưng mà trước khi đi vô liệu trình bấm huyệt đó thì chú vẫn là người bình thường. Vẫn bình thường. Rồi bấm huyệt như thế nào chú, mà sao mà dữ vậy? Nó một cây máy. Một cái máy cũng như là nó bấm gà vô vậy đó. Một cái máy lớn lắm. Còn một cái miếng dán vô nữa. Rồi còn cái máy giống như cái máy massage mình vậy nha. Đúng rồi. Rồi nó làm riết rồi hết một đợt đó rồi cái rồi đi về đi khởi đứng bước xuống đi không được luôn. Một lần duy nhất một? Một ngày một. Là chú lúc đó chú còn về được nhưng mà về xong là hết được luôn. Đi về là nhỏ gái nó mở cửa ra đó. Chú mở cửa hết được luôn? Không được luôn. Cái chìa khóa bỏ trong túi quần móc ra không được nữa mà. Nhưng mà trong cái lúc bấm huyệt đó nó giống như là có chạm vào một cái huyệt gì của chú mà chú cảm thấy là giống như là chịu không nổi không? Có cái đốt sống cổ nè. Là tới bấm huyệt tới khúc mà đốt sống cổ. Rồi nó bấm chỗ đó rồi là đứng vậy đứng đi không nổi luôn. Còn bấm mấy chỗ khác là chú lúc đó là vẫn còn bình thường. Mạnh lắm hả chú? Mạnh lắm. Dạ, thưa quý khán giả, để tìm hiểu về sự thật cũng như là sự việc mà người đàn ông đang gặp phải là như thế nào thì ngay bây giờ Ngôn xin mời quý khán giả cùng bắt đầu theo dõi video ạ. Dạ, Ngôn xin gửi lời chào quý khán giả. Hiện tại thì ngày hôm nay quý khán giả, Ngôn đang có mặt ở Bạc Liêu của phường 2 quý khán giả. Thì tại nơi đây á, vừa qua mấy anh em của Ngôn có nhận được một cuộc gọi cũng như là cầu cứu, lời cầu cứu đến từ một người cô quý anh giá. Thì khi mà cô trình bày sơ á, về sự việc quý anh giá, thì là người chồng của cô do giống như là đau nhức quý anh giá thì mới là đi tìm chỗ bấm huyệt. Tuy nhiên chỗ mà không có trình độ chuyên môn quý anh giá, cho nên là trong cái lúc mà bấm huyệt á thì đã giống như là trúng một cái huyệt. Thì chưa biết là huyệt nào, nhưng mà hiện tại là chú không thể đi đứng gì được nữa. Nói chung là mất cảm giác toàn cơ thể luôn quý nhân. Dạ, thì qua đó thì người vợ mới cầu cứu, vì hiện tại là không còn tiền cũng như là không còn khả năng để thuốc thang chạy chữa cho chú nữa. Được rồi, hiện tại thì Ngôn cũng đã có mặt ngay nhà rồi. Bây giờ để tìm hiểu rõ hơn về cái sự việc này là như thế nào thì ngay bây giờ Ngôn xin mời quý khán giả cùng với Ngôn mình vào bên trong hỏi thăm gia đình nha. Cô ơi. Dạ con chào cô nha. Là cô là người gọi cho con đúng không? Dạ. Cô cho con hỏi thăm nè. Bây giờ sao ra đi xích vô để con hỏi thăm chút xíu nha. Là chú là chồng của cô đó. Dạ. Cô cho con hỏi thăm á là
cái sự việc nó như thế nào cô? Chú là bị đau nhức xương khớp á. Dạ. Rồi cứ đi chích vòng vòng không à, rồi chích không hết. Rồi coi liệu trình 299K đó. Ừ. Rồi chú mới đi. Đi chú đi bấm huyệt đó, là sau khi là bấm về là chú nằm liệt luôn. Bây giờ nằm là coi như là có còn ngồi gì đứng gì được rồi không con? Không có ngồi đứng, không có gì được, tất cả đều phụ thuộc vào mình hết. Mà chỉ là bấm huyệt thôi hả? Đúng rồi. Rồi sau khi là đi bấm về là nằm luôn đó. Nằm trời luôn ơi, là không trời. Còn cử động gì hết. Lạ kỳ vậy ta, chỉ một nguyệt một ngay, một nguyệt một cái gì cô, hay là sao cô? Là chú nó bấm ở đâu không? Bấm ở phần cổ, bấm ở đâu đó. Nói là nói chung là ổng đau nhất là ổng đi lên trên đó là tự chú đi à? Đúng rồi. Là coi trên không gian mạng đó. Đúng rồi, nói liệu trình 299K. 299K một liệu trình. Một liệu trình. Cho nên mới đi. Đi nhưng mà thực tế là nó thu tới 700.000. Ừ. À, nhưng mà sau khi mà đi đó là về là liệt hết, là đi không nổi. Lạ kỳ vậy ta. Thú vị giả, một câu chuyện rất là lạ luôn quý nhá. Mình cứ ngỡ rằng bấm nguyệt nè quý nhá, chỉ là hoặc là bấm nguyệt cũng như là điều trị quý nhá, chỉ là một câu chuyện bình thường thôi. Nhưng mà không thể tin được là chỉ có vào một cái nguyệt thôi mà bây giờ là chú phải nằm như vậy nè quý nhá. Rồi bây giờ là cơ thể chú sao rồi? Nghĩa là nói chuyện là được. Nói chuyện thì được. Mà tay chân thì quơ, chỉ còn có một tay này quơ được thôi. Còn một tay này thôi, còn hai chân chú sao? Nó hoàn toàn mất cảm giác hết luôn. Rồi tay bên kia? Không có cảm giác. Kỳ vậy ta, lạ kỳ vậy ta. Được. Chỉ còn cái tay này quơ được đỉnh thôi. Chỉ còn một tay này quơ chút đỉnh được thôi à? Ừ, chứ nói chuyện là chút đỉnh là được. Nhưng mà cổ chú nghiêng qua nghiêng lại được không? Vẫn được. Cũng còn được ha. Là có nghĩa là từ cổ trở xuống là coi như là không còn sử dụng được nữa. Nhưng mà chú cho con hỏi thăm nè, rồi là cái lúc bấm là ngay cần cổ trở xuống hay sao? Ngay điểm này không? Ngay cái chỗ đúc sống cổ mà người ta nói là ở vị trí số 5, số 6 gì đó. Số 5, số 6 gì đó ha. À. Mà cái đó là điều trị cho chú á, là lâu không mới xảy ra như vậy, sử dụng như vậy? Con nó để đăng 299K một liệu trình là về ngay trong ngày luôn. Ừ, thôi bây giờ như vậy đi. Để tìm hiểu rõ hơn cái sự việc á, bây giờ cô cho chú ngồi vậy được không? Nhờ người đỡ lên chứ bây giờ tự ngồi là không có tự ngồi được. Là người đỡ lên. Rồi. Bình thường là chú giống như là cô phải mượn người, nhờ người hả? Đúng rồi, phải nhờ người là đỡ lên chứ không có tự ngồi được. Không, hoàn toàn không tự ngồi được luôn rồi. Tay chân đâu có ấy được nó đâu, không có chịu được cái gì hết. Rồi như vậy rồi sao cô lo nổi? Thì những lúc mà ấy thì mượn người ta gần gần, còn không thì một mình cố gắng vậy đó, cố gắng lôi lên cho ngồi cho đỡ gì đó. Chàng ơi, chàng, thôi bây giờ như vậy đi, cô mượn giùm con một người nào ha, để ngồi kèm kèm chú á, cho chú ngồi vậy để con trò chuyện hỏi thăm rõ hơn về cái sự việc mà chú bấm nguyệt mà lại dẫn đến cái ngày hôm nay á, ha, để cho bà con người ta được biết ha. Là ở gần gần đây là cô có người quen gì không? Có thì quen cái anh này ở xóm, con bạn ở sát bên nhà nè. Dạ, con dạ. Bạn với ổng á. Dạ thôi vậy cô mượn giùm con ha. Anh Đức ơi còn... Đức à, lên tiếp giùm đỡ giùm cái anh Đức. Dạ dạ chú đã đỡ vậy nè. À, chú đỡ cho chú này ngồi á, ngồi cạnh bên chú vậy đó. Rồi chú kìm kìm lại đặng mấy anh em con hỏi thăm chút xíu ha. Gắn gắn được không chú? Dạ. Chị gắn gắn ha chú ha. Con dạ. Hy vọng rằng chú có thể kể lại rõ cái sự việc ngày hôm đó như thế nào cho quý vị khán giả cũng như là quý mạnh thường quân gần xa được biết cho ngày hôm nay hả? Có nghĩa là đi bốc nguyệt lên trên trển nó kêu chụp in gai, là có nghĩa là chú nói rồi không có tiền. Nó nói giờ thôi nếu chú không có tiền để con giúp chú giảm đau đâu khoảng chừng cỡ 20-30%. Cũng gắng nghe lời nó bấm xiết rồi tới xong xuôi chân rồi một liệu trình đó đi ra về đi không nổi luôn. Nhưng mà chú gặp cái giống như là triệu chứng gì mà tự nhiên chú lại đi bấm nguyệt? Có nghĩa rằng là nó đau khớp quá trời. Đau nhức khớp? Đau nhức khớp tính là mà mình có nghĩa là bị xương khớp thôi. Dạ. Rồi thành thử lúc đầu đi chích uống thuốc châm cứu, đi chích uống thuốc châm cứu hoài mà. Làm thì uống thuốc tiền thì hết.
bệnh thì không hết. Thành thử thấy cái liệu trình nó đăng như vậy đó. Rồi thành thử đi gắng, cố gắng đi đại. Là chú thấy cái liệu trình trên mạng xã hội. Dạ. Yeah. Là người ta có ghi là như thế nào chú? Có nghĩa là 299K một liệu trình. 299K một liệu trình bấm nguyệt. Bấm nguyệt. Mà không phải là như vậy không. Vô là chỉ đóng giấy tờ thôi. Ừ. Còn vô đó nó còn cái một cái pháp liệu, một cái pháp trình nó điều trị tới mười mấy triệu lận. Ừ. Đó thành thử ra nó nghe nó nói vậy đó rồi cô không dám nói nữa. Nhưng mà khi chú làm xong 299K rồi vô rồi họ có giống như là lúc đó chú vô là chú có đi đứng rồi bình thường rồi này nọ lúc kia vô đi thì cũng còn đi được. Ừ. Mà nó nhức thì nhẫn nhức. Có nghĩa là chú có cảm giác đau nhất. Nhưng mà trước khi đi vô liệu trình bấm nguyệt đó thì chú vẫn là người bình thường. Vẫn bình thường. Rồi bấm nguyệt như thế nào chú? Mà sao mà dữ vậy? Nó một cây máy. Một cây máy cũng như là nó bấm nó gà vô vậy đó. Một cái máy lớn lắm. Ừ. Còn một cái miếng dán vô nữa. Rồi còn cái máy giống như cái máy massage mình vậy nha. Đúng rồi. Ừ. Rồi nó làm riết rồi hết một đợt đó rồi cái rồi đi về đi khởi đứng bước xuống đi không được luôn. Một lần duy nhất một. Một ngày một. Là chú lúc đó chú còn về được nhưng mà về xong là hết được luôn. Đi về là nhỏ gái nó mở cửa ra đó. Chú mở cửa hết được luôn. Không được luôn. Cái chìa khóa bỏ trong túi quần móc ra không được nữa mà. Chàng rồi sao chú không giống như là không lại để nói họ coi thử thôi họ trả lời với mình như thế nào. Mấy ngày mình đâu có đi tới nữa. Người ta cứ tưởng mình là ở đó rồi người ta mà tưởng mình đi đâu á. Ừ. Biết người ta nói mình có đi đâu hay không. Rồi làm ở chỗ khác. Nếu mà bữa nay mình làm tại sao ngày hôm qua mình muốn nói. Ừ. Để cho bà xã bà lên tới rồi. Nhưng mà trong cái lúc bấm nguyệt đó nó giống như là có chạm vào một cái nguyệt gì của chú mà chú cảm thấy là giống như là chịu không nổi không? Có đốt sống cổ nè. Là tới bấm nguyệt tới khúc mà đốt sống cổ. Rồi nó bấm chỗ đó rồi là đứng như đứng đi không nổi luôn. Còn bấm mấy chỗ khác là chú lúc đó là vẫn còn bình thường. Mạnh lắm hả chú? Mạnh lắm. Ừ. Ừ. Như vậy là có nghĩa là chú nói là chú là đau nhất. Ừ. Cho nên là chú mới tìm cái chỗ bấm nguyệt. Đúng rồi. Để điều trị cũng như là chạy chữa. Chạy chữa. Tuy nhiên chú thấy được trên mạng, thông tin trên mạng là có một cái chỗ đó là liệu trình như vậy là chỉ có 299K. Mà cuối cùng lại là tới mười mấy triệu. Nhưng mà chú đâu đủ mười mấy triệu đâu, sao họ làm cho chú? Có nghĩa là lúc đầu nó nói rằng là làm chỉ gì giảm một ngày đầu giảm được 20-30% thôi. À. Rồi là nó lấy đâu 700 ngàn. Thì là giống như 300. Là đưa lên mạng thì 299. À. Mà chú thực tế lại tới chỗ đó là 700 ngàn. 700 ngàn. Là cuối cùng bữa đó chú bấm nguyệt như vậy là tốn bao nhiêu? 700. 700 ngàn. Ừ. Mà bây giờ họ nói là không biết rằng bữa sau chú đi đâu. Rồi ừ. Đổi thừa họ không chịu. Đúng rồi. Rồi tự mình gánh chịu luôn. Đúng rồi. Chàng ơi, tôi chịu hết nổi rồi mới kêu nhỏ gái và con gái mới điện cho bà xã lên à. Nhưng mà cái lúc mới đầu á, khi mà vừa lên cái máy massage mà bấm nguyệt đó chú, là lúc đó là chú cảm thấy giống như là mình nhẹ hơn không? Giống như lời của họ nói không? Mới đầu á. Nó không có đỡ gì. Bấm đó tôi thấy cũng nghĩ rằng là nó đau, nó cũng nhận đau. Ừ. Ừ. Nó nói sẽ làm giảm 20-30%. Chàng ơi chàng, thưa quý khán giả, có nghĩa là người chú này quý khán giả là giống như là tìm một cái nơi nhưng mà nó thiếu uy tín đó quý khán giả. Cho nên là khi mà chú đến để bấm nguyệt á, ngon nghĩ rằng chắc những người này họ không có giống như là trình độ chuyên môn. Cho nên là họ đã giống như là bấm nguyệt ngay cái nguyệt gọi là gần đốt sống cổ của chú á, làm một cái rồi bây giờ là chú coi như là không còn cử động được nữa luôn quý khán giả.
Rồi chú cho con hỏi thăm nè, như vậy rồi chú nằm như vậy nè, rồi chú là trụ cột chính trong gia đình, là người lo lắng chăm sóc cho vợ cho con rồi này kia. Rồi bây giờ họ làm như vậy, xong rồi chú nằm như vậy rồi tiền đâu mà để chú chạy chữa đây? Cũng nói chung bây giờ cũng hết biết rồi. Bây giờ chú không còn cách nào luôn hả? Hết cách. Là từ cái lúc mà chú nằm như vậy đó là tiền là hết tổng cộng là bao nhiêu rồi chú? Cũng không rành đó ba, xã ba biết. Rồi chú còn tiền không? Tiền như người này người kia cho chút đỉnh uống thuốc rồi thôi chứ không còn. Chàng ơi chàng, quý diễn giả, hy vọng rằng quý diễn giả mình lưu ý nếu mà có đi bấm nguyệt á thì lựa những chỗ mà có trình độ chuyên môn á, có cái uy tín cao quý diễn giả, để tránh cái sự việc cũng như là giống như là chú đây ngày hôm nay này quý diễn giả, một người đàn ông đang đi đứng bình thường, coi như là đa nhất thì người lớn tuổi ai mà không gặp, mà chỉ cần vào bấm nguyệt xong rồi là đi ra, bây giờ là như vậy luôn nè quý vị nhá. Chú cho con hỏi thăm nè, ngày hôm nay là mấy anh em con xuống để giống như là quay lên giới thiệu hoàn cảnh của chú đến với quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Con không biết rằng trong ngày hôm nay nè, nếu như mà có được một ước mơ á, thì chú sẽ ước mơ điều gì? Thì cũng không biết nói như thế nào nữa. Cũng mong mạnh thường quân trong và ngoài nước giúp đỡ cho tôi, còn số tiền để giữ chú chị thôi. Trời ơi, nhưng mà chú có đi khám chưa? Khám rồi giống như là ở viện người ta nói như sao? Khám nói với em. Có cách nào cứu không chị? Có. Là như thế nào bây giờ? Lúc đó chị lên thì chị mới đi, mình cũng nghe ngày chủ nhật cho nên chị đi bác sĩ, thì chị đi bệnh viện tư, bệnh viện Vạn Phúc 2 á, ở Bình Dương á. Thì bác sĩ mới chụp đốt sống cổ, chụp sống lưng xong rồi bác sĩ nói là chuyển viện lên 512 giường. Nhưng mà lúc đó chị lên đó là không có tiền, chỉ mượn bạn bè được 1 triệu đi xe lên hà. Rồi chị nói trời ơi, rồi nhập viện rồi đâu có tiền ở đâu. Rồi bác sĩ nói đây bác sĩ không có chị, bác sĩ chuyển lên tuyến trên, rồi hỏi bác sĩ gì chứ bây giờ là chị như vậy là có nhiều tiền hay không. Bác sĩ nói là nếu có bảo hiểm là trên dưới 100 triệu. Nhưng mà thời điểm đó là chú chưa có bảo hiểm. Trên dưới 100 triệu. Trên dưới 100 nếu triệu. Có bảo hiểm nếu hả? Có bảo hiểm. Đỡ cao chút xíu được. Mà lúc đó là chú chưa có bảo hiểm. Ừ. Cao nào tốt đó. Rồi mình thì đâu có đồng nào trong mình đâu. Nói thôi vậy thì xin về. Chứ không nhập viện. Thì bác sĩ nói xin về thì ký cam kết. Chứ là ở đó là bệnh viện nó không có chị. Rồi sau đó rồi mới về nằm rồi mới điện cho nó. Cô mới điện cho nó nói là bấm sao mà chồng tôi bây giờ liệt hết rồi. Nó nói là đi bấm từ ngày 3. Mà nếu như là có cái gì thì tại sao ngày hôm sau không phản hồi. Để tới hôm nay là ngày 8 rồi. Trong thời gian đó là đã đi đâu. Đó, thì mình cũng không có cơ sở gì mình nói rồi thôi. Cô mới nằm đó giờ biết làm sao giờ thì thôi. Giờ mình không có tiền thì thôi trở về quê. Thì cô mới chở đi về chỗ cô ở dưới Tắc Dân đó, là cô đi bó thuốc nam cho ổng. Nghĩa là họ trốn tránh cái trách nhiệm đó, người ta nói như vậy đó. Người ta nói là nếu ngày trước ngày sau mà như vậy tại sao không phản hồi, mà từ ngày 3 mà tới lúc mình phản hồi với mình điện cho nó thì nó nói là tới ngày 8 rồi. Trong khoảng thời gian đó đi đâu nó đâu có biết. Cách 5 ngày. Nó nói đi đâu làm cái gì nó đâu có biết. Có nghĩa là khi mà mình cách nhau 5 ngày như vậy mà họ nói ngang thì mình đâu có bằng chứng gì để chứng minh là mình thì đúng ngang. Rồi đúng rồi, tại vì mình là người dân thường mà đâu có biết đến đúng cái tiến trình mà để làm việc nó như thế nào. Với lại mình ở dưới quê lên mình cũng có biết cái gì đâu đó. Rồi xong rồi có nói giờ đâu có làm gì người ta được đâu, mình cũng không có tiền mà vô viện thì cũng không có tiền vô viện, cho nên cô mới đem ổng về quê. Về chỗ cô làm đó, rồi cô đi bó thuốc nam cho ổng. Nhưng bó thuốc nam á thì ổng chỉ là tạm thời đỡ nhất thôi chứ còn vẫn y như vậy đó. Rồi nằm lâu ngày rồi giờ nó lỡ tùm lum hết trơn rồi. Bây giờ là thật sự với số tiền 100 triệu là không có khả năng luôn.
Cho nên bây giờ là cô cho con hỏi thăm nè, hiện tại bây giờ là một ngày là chú phải giống như là thuốc thang là hết bao nhiêu? Nói chung từ hôm ảnh về đây tới giờ là tiền á, con cháu đồ cho 500 triệu với công ty cô đồ cho là vòng vòng chi phí ảnh hôm nay là cũng khoảng mười mấy 20 triệu rồi đó. Nhưng mà nó cũng không có gì hết, nó vẫn y vậy, nó không gì thay đổi. Phải tốn bao nhiêu tiền kìa? Mỗi ngày thì hôm nay mình có cái thằng em nó qua nè, nó rửa, nó xử lý vết thương đồ này nọ đó, để tạm thời chống đỡ vậy thôi. Thì em nó chưa có tính tiền, hỏi nhiêu thì nó tạm vậy thôi. Mình mới về đây có 4-5 ngày à, còn khoảng thời gian đó là cô chăm ở dưới. Thì chăm là mình bó thuốc nam, nó đi bó thuốc nam là một ngày là 300 ngàn. Thưa cô cho con hỏi thăm nè. Thì nói chung á là cái sự việc này nó diễn ra là như vậy. Mà bây giờ á là cô á thì đi giống như là đi làm công á thì cũng đâu có được kinh phí bao nhiêu đâu, để lo cái khoản chi phí là lên tới là trên 100 triệu. Cái đó là mình mới dự định là ban đầu thôi. Rồi cô nhìn chú như vậy nè, khi mà cô đi qua đi lại đó, nhìn người chồng cũng như là người mà chăm sóc lo lắng cho mình trước đây á, phải giống như là hàng ngày phải cố gắng chịu để cho nó qua mỗi ngày á cô. Rồi trong lòng cô cảm thấy như thế nào cô? Cô đau lắm. Tại vì chăm ổng vừa đi làm cực khổ, rồi chuỗi ngày dài sau này ổng nằm hoài thì cũng khổ. Giờ mong ước sao cho ổng chữa lành bệnh, ổng đi tới đi lui được. Chứ ở dưới chăm 3-4 giờ sáng mới thức dậy chăm sóc cho ổng rồi đi làm, vất vả, mình cũng lớn tuổi rồi chịu cũng không có nổi. Cô không cầm lòng được mỗi khi nhìn thấy chú nằm như vậy nha cô ha. Nhưng mà đối với cô cái số tiền nó quá lớn. Đúng rồi, quá lớn. Dạ, phải chi mà chừng 20-30 triệu thì mình có thể giống như là chạy vay mượn. Đúng như rồi, là cố gắng được. Mà cái này trên 100 triệu nhưng mà có chắc chắn là sẽ chữa được cho chú không cô? Bác sĩ nói chữa được. Lúc ra về là mình cũng nói mình không có tiền, mình cũng khóc rồi. Bác sĩ nói trời ơi đâu có gì đâu, bệnh này chữa được mà. Nó chữa được nhưng mà không có tiền bác sĩ ơi. Vậy là theo như cô là bác sĩ nói nếu mà có tiền là chắc chắn được. Đúng rồi. Bác sĩ nói mình có tiền là chữa được chứ đâu có gì đâu. Mình thì, nói nhưng mà mình không có tiền. Hôm nay nè, mấy anh em con á, sau khi mà nhận được giống như là lời cầu cứu từ cô á, cầu cứu cho người chồng mình á, thì ngày hôm nay mấy anh em cô cũng đã đến đây rồi. Con không biết rằng cô có lời gì muốn gửi tới quý mạnh thường quân cũng như là quý vị khán giả gần xa trong và ngoài nước. Cô có lời gì muốn gửi tới không ạ? Có, cô muốn gửi lời tới các mạnh thường quân với khán giả trong và ngoài nước hiểu hoàn cảnh của cô và giúp đỡ cho cô để cô có tiền trị bệnh cho chồng, để ảnh có thể mà ngồi dậy đi đứng được, để cho cô được bớt gánh nặng. Dù cho ổng không có lo được cái gì thì cũng tự lo được bản thân như bao nhiêu đó thôi, chứ cô không có mơ ước gì hết. Thì chỉ mong á các mạnh thường quân lòng đương giúp đỡ cô một lần này. Nhưng mà con trông thấy cô á có vẻ giống như là cũng không có giống như là những giống như là con nhìn thấy ngôi nhà nè, rồi con thấy riêng bản thân cô nữa đó. Rồi sao cô chỉ có ước mơ cho người chồng mình là được đi đứng được thôi, còn riêng bản thân cô sao cô không mơ ước gì hết vậy? Đúng rồi, cô không mơ ước gì hết. Bởi vì mình cũng còn nhiều người cũng cần giúp đỡ. Thực tế nhà cô cũng nghèo, một hết rồi cô cũng không có tiền để sửa nhà. Nhưng mà cô không mơ ước gì hơn với mơ ước được cho ổng có cái sức khỏe để đi tới đi lui thôi. Còn cái nhà cái cửa thí dụ như không có tiền thì từ từ làm. Trời ơi trời. Thưa quý vị khán giả, đó là một lời cầu cứu của một người vợ quý vị nhé. Cầu cứu cũng như là cầu mong sự giúp đỡ đến với người chồng của mình. Và một điều cô mong muốn duy nhất thôi là người chồng mình là được mạnh khỏe thôi quý vị nhé. Và chẳng mong gì cao sang, cũng chẳng mong gì nhiều hết trơn quý vị nhé. Trời ơi, chú nghe, chú cho con hỏi thăm nè, chú nghe cô nói gì rồi sao vợ mình đó?
Rồi bây giờ trong lòng mình sao? Đồng lòng chứ. Chú nghĩ sao về cô vợ của mình? Vợ mà không thương vô được. Mình cũng mong rằng là cộng đồng mạng trong nhà ngoài nước hiểu thấu được hoàn cảnh của chú. Nhưng cô với chú cho con hỏi thăm nè. Rồi cô với chú thì con nghĩ chắc cũng là lớn tuổi. Nhưng mà rồi sao con mình, cô với chú có con không? Hai đứa con gái. Hai người con gái. Rồi sao cô với chú không giống như là nhờ hai người con gái giúp thử xem sao? Nó làm con nghĩa lớn á, nó mới lấy chồng rồi nó sanh con nó còn nhỏ, với lại nó đang sống ở bên chồng. Dạ thưa cô, thì do là chú hơi mệt á, cho nên là tạm thời cô cháu mình ra đây trò chuyện để cho chú được nghỉ ngơi á cô. Ừ. Cô cho con hỏi thăm nè, cái câu chuyện mình đang nói lỡ dở á, là con gái của cô á, thì một người là có gia đình, nhưng mà do là cuộc sống quá là khó khăn, cho nên là cũng tha phương để mà đi làm ăn á. Là không có đủ tiền để mà lo cho cô với chú. Nhưng mà còn cô gái Út thì một tháng là phải gửi tới 2,5 triệu. Như vậy rồi làm sao cô con gái Út có tiền để mà lo cho cuộc sống nữa? Ừ. Thì đó, thì bởi vì nó nói lương của nó thì đem ra về tiền nhà, tiền trọ, ăn uống rồi nó cố gắng nó nhín nhút nó gửi về cho mẹ. Bây giờ chỉ có bấy nhiêu thôi, với hơn nữa nó mới lên làm, nó cũng đâu có vay mượn được của ai. Đúng rồi. Rồi còn cô dưới này á, thì đồng lương của cô cũng đâu có bao nhiêu, mà mình có làm mình mới có lương, mình nghỉ mình không có lương, mình nghỉ bao nhiêu là mình cũng không có hưởng nữa. Rồi cô với chú không có giống như là anh em nào mà có cái khả năng để mà hỗ trợ cho cô với chú sao? Không có đâu, hai bên đều ai cũng nghèo hết, nhưng khi hay nghỉ hay mà nằm như vậy thì con cháu nó cũng đã hỗ trợ, mỗi đứa nó cho 500 triệu nó đã cho cũng nhiều rồi. Là chú gặp cái triệu chứng này là gặp cái sự việc này là bao lâu rồi? Là một tháng mấy ngày rồi. Một tháng mấy ngày rồi? Một tháng mấy ngày rồi mà cô đã là chạy chữa hết tiền có được rồi đó. Đúng người rồi. Ta giúp đỡ mấy chục triệu là cũng hết rồi đó. Đúng rồi, tại vì mình đắp thuốc nam á, rồi mỗi lần đi là phải bao xe đi, bởi vì không có ngồi được. Ừ. Cho nên phải bao nguyên chuyến xe vậy đi đó. Rồi đi chỗ này, đi chỗ kia, rồi bữa hôm á là mấy bà chị chỉ lên trên chùa Phật học 2 để mà người ta chỉ miễn phí vậy đó. Ừ. Thì cũng bao xe đi chển nữa. Nó bao xe đi chển rồi cuối cùng người ta nói người ta không có chỉ được. Rồi như vậy là lại bao xe quay trở về, cho nên là cái tiền mà mấy em, mấy con, mấy cháu đồ nó cho hôm nay là coi như mình hết rồi. Trời đó, trời. Mình đi đắp thuốc nam là một ngày tới 300 ngàn đó. Rồi bây giờ trong người cô còn tiền để lo cho chú không? Bây giờ không còn tiền nữa. Không còn tiền nữa hả cô? Không còn tiền nữa. Rồi cô tính làm sao đây? Không lẽ thì mình phải nhìn người chồng mình nằm như vậy sao? Thì bây giờ cô bất lực rồi đó, cô nằm như vậy đó. Rồi cứ chờ cái bảo hiểm. Rồi chờ bảo hiểm nhưng mà giờ cũng không biết làm sao có cái bảo hiểm, rồi là nói đi tới thành phố thì cũng không có tiền. Hồi nãy cô nói là có bảo hiểm rồi nhưng mà vẫn phải tốn là 100 triệu. Trên dưới 100 triệu. Là có bảo hiểm đó, còn là nếu có mà bảo không hiểm là nó phải gấp lên 10 lần. Đúng rồi. Nhưng mà cô cho con hỏi thăm nè. Mỗi ngày như vậy khi mà đi xuống thì cô suy nghĩ gì điều gì? Nó suy nghĩ chuỗi ngày dài này tới không biết làm sao. Rồi á, không có tiền chữa trị rồi cứ nằm vậy hoài. Nằm vậy hoài rồi mình cũng không biết làm gì nữa. Cứ mong cái giấy trời giấy Phật là coi như đêm nào cũng gian giấy hết. Đêm nào cô cũng cầu nguyện ha? Cầu nguyện để cho ổng được, yêu cầu được đi đứng được thôi, chứ giờ không có hy vọng gì hết. Tại vì nói mình làm sao mình biết được ai có mạnh thường quân nào để giúp mình. Cũng cố gắng dữ lắm. Coi như là cô nửa hy vọng và cô nửa là giống như là muốn buông xuôi. Giờ cô đang đứng giữa đường, cô không biết đi đâu hết. Ngày trước chú lo lắng chăm sóc cho cô giống như là có chu đáo không cô? Nói chung á, ổng thì cũng thương vợ thương con.
Rồi lúc trước thì đi biển cũng vất vả, cho nên mới là thôi nghỉ không đi nữa, đi lên Bình Dương làm. Dạ. Yeah. Làm bảo vệ trên Bình Dương á, ở gần con gái á. Người qua lại với con gái. Ngày sau này ngã bệnh á, cô mới đem về. Là nói chung là anh mới đi trên chảnh chừng 2 năm nay thôi. Yeah. Mà qua bên đó làm là mới được có 5-6 tháng à. Là bị như vậy rồi đó. Trời ơi. Phải chi mà ngày hôm đó cái quyết định của chú giống như là từ từ, đừng có giống như là vội quá. Đúng rồi. Lựa một cái cơ sở nào đó nó uy tín, nó giống như là có trình độ chuyên môn cao, thì có thể là đâu có đến nông nỗi này. Đúng rồi. Chỉ vì con nghĩ rằng chắc chú là do tiếc tiền. Chú thấy 299k cái chú tưởng đâu là rẻ quá. Nó quá rẻ khi mà nó mang lại cái sức khỏe cho mình á, mà cái mình đổi lại chỉ có 299k, nó quá rẻ. Đúng rồi. Chắc con nghĩ là do chú tiếc tiền cho nên mới gặp phải cái sự việc như vậy. Là nói là không có tiền luôn. Ừ. Ông nói không có tiền luôn. Tại vì đi vô trong kia, đi vô bệnh viện bác sĩ đồ đó là nhiều tiền quá, làm nhiêu là đưa vô cho bác sĩ hết rồi, đi chị đi chích hết rồi. Ừ. Cho nên không có tiền. Mà lên mạng coi cái đó thấy rẻ quá. Đúng mới rồi. Đi ai ngờ lại tới chỗ mà 299 là nó thành 700 mấy, thành 700 mấy rồi, về liệt toàn thân luôn, rồi còn phải thêm 10 mấy triệu nữa mới được cái gói giống như là đặc biệt nữa. Có nghĩa là nó chỉ là một cái miếng bánh lúc đầu đưa ra cho mình thôi, mình biết gì thôi là mình lại thôi, rồi tới đó rồi bắt đầu mới vẽ gồng vẽ gắn. Dạ thưa cô, thì ngày hôm nay á, mấy anh em con trước hết là xuống là để tìm hiểu về cái sự việc cũng như là lời cầu cứu của cô. Thì qua cái câu chuyện tìm hiểu thì cũng biết được hiện tại là bây giờ là nhà cô cũng không còn gạo, mà cô cũng đang gặp khó khăn. Thì thôi thì trước mắt á, là lần đầu tiên mấy anh em con ghé thăm cô á, thì cũng có một phần duyên của một quý mạnh thường quân là anh Xuân Steven. Anh Xuân Steven sẽ trao cho cô là 500.000 để cô có thể là mua gạo là trước mắt ha. Và cô có thể mua một chút sữa cho chú cũng được ha. Thế cô xin gửi cho cô ha. Cô cảm ơn anh gì đó anh. Dạ anh Xuân Steven. Cô cảm ơn anh Xuân Steven đã giúp đỡ gia đình. Dạ. Cũng cầu mong là chúc anh được mạnh khỏe. Với con cũng nguyện cầu chúc sao á. Cho sau cái đoạn video ngày hôm nay nè, thì lời cầu cứu của cô sẽ được quý vị khán giả gần xa trong và ngoài nước thương. Ừ. Hỗ trợ chia sẻ để cho hoàn cảnh của cô cùng với chú nè đến được với nhiều quý mạnh thường quân. Ừ. Và sau đó thì sẽ được mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ để chú có thể có lại phục hồi được cái sức khỏe và đi đứng được theo cô ha. Ừ. Dạ. Cô cũng cảm ơn mấy tụi con với lại còn mong các mạnh thường quân nếu có lòng hảo tâm cố gắng giúp cho cô cứu được chồng cô. Dạ. Cô nguyện nếu sau này những ai có khó khăn, khả năng cô có bao nhiêu, cô cũng sẽ cố gắng giúp lại cho người ta. Dạ. Để đền đáp cái công ơn. Thôi bây giờ cô phải cố gắng gìn giữ sức khỏe nha cô nha, để còn mấy chăm sóc lo lắng cũng như vừa vượt qua những cái khó khăn bây giờ được. Nhưng cái trước nhất là cô phải giữ gìn sức khỏe cô trước. Dạ. Yeah. Dạ, thú yên. Dạ, thú yên anh thần quân trong và ngoài nước. Thì một lần nữa cho Ngôn xin phép được thay mặt người cô cũng như là gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Xuân Steven trong ngày hôm nay đã gửi đến gia đình là 500.000 để có thể mua gạo cũng như là mua một chút thuốc thang cho chú. Một lần nữa cho Ngôn xin phép được thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Dạ rồi, còn bây giờ thì Ngôn xin nguyện cầu chúc cho quý vị khán giả gần xa cùng với quý mạnh thường quân sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp ạ.